gọi em là Trần Thị Hậu hay là Vâu Trần Cung Phu cũng được. Tức là mình tập một thời gian rất lâu rồi thì người ta gọi mình như vậy. Trước đó thì em là một cô gái rất là nhút nhát và muốn là cho mình mạnh mẽ lên. Một thời gian thì thấy anh trai có tập quân nhị khúc thì hai anh em có cuộn giấy, có cuộn cái cuốn vở vào, sau đó thì cuộn băng dính xung quanh, nó thành cái ống dài dài rồi lấy dây giày cuộn vào thành một đôi côn và anh bắt đầu tự mày mò tập. Nó một hành trình có rất nhiều những gian nan, sẽ bị bầm dập, bị tím này. Có đợt thì văng vào răng và gãy cả cái răng cửa ra, văng ra luôn. Tập thì tím cả mắt đến nửa tháng mới khỏi. Bố mẹ ngăn cản lắm, tại vì muốn con cái là phải học giỏi này, phải có công việc ổn định. Làm thế nào mà bố mẹ thay đổi thái độ? Trốn bố mẹ một lần nữa, đi thi đấu giải võ thì được giải nhất thành nhất tỉnh, không phải thành phố, nhất tỉnh. Xong rồi thành phố có khen bằng khen, thế là còn được cả cộng cả 4 điểm vào cấp 3. Thế bố mẹ thay đổi thái độ hoàn toàn và sau đó thì thôi con đã không cần phải tập côn giấy nữa, bố mẹ cho tiền và mua côn đàng hoàng, con xịn tập. Hiện tại thì em cảm thấy rất hài lòng, cảm giác như là mình vừa được làm việc và có thể giúp cho nhiều người khác khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Và cái nguồn thu nhập hiện tại cũng khiến cho em cảm thấy tự hào với một cô gái mà khoảng 22 tuổi như anh. Thực ra em cũng đi quay nhiều clip ở nhiều nơi khác nhau. Em nghĩ là khi mà em quay ở nhiều nơi thì có nhiều người sẽ nhìn thấy và biết đâu có trong số những cái người mà họ nhìn thấy họ đang xem mình biểu diễn thì họ cũng nhen nhóm lên một cái điều gì đó là họ cũng sẽ muốn tập. Bây giờ thì cũng có rất nhiều bạn gái biết đến cô Nhị Khúc và em cũng đang dạy cũng khá khá, khiến cho em cảm thấy tự hào.